Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Muốn Review Gì. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở tại thủ đô Hà Nội. Thì thời điểm này là vào buổi tối rồi các bạn. Thì cũng nhân cái dịp là đi ăn với lại một vài người bạn của mình ở ngoài Hà Nội, thì cũng sẵn dịp review cho các bạn một cái món ăn mà mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là bất kỳ ở nơi nào chúng ta đến Hà Nội thì cái việc mà tìm kiếm một cái món ăn để chúng ta ăn thì nó cũng rất là quan trọng, đúng không các bạn? Nên là hôm nay cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn mà rất là ngon, rất là phù hợp, và đặc biệt mà nếu các bạn đi Hà Nội vào cái dịp thời tiết mà nó hơi lạnh lạnh một chút xíu nữa thì ăn cái món này thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, bây giờ sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là món lẩu ếch. Chúng ta đang có mặt ở tại phố phố Đức Chính. Đây là một trong những con phố có thể nói là rất là nổi tiếng, và khi các bạn đến cái phố này thì gần như lẩu ếch là một trong những cái món mà rất là nhiều hàng ở đây họ bán. Và nói chung mình không có quảng cáo cái quán nào hết, nhưng mà hôm nay có đi ăn ở một cái địa chỉ là 72-74 thì phong ớ. Ok, rồi bây giờ sẽ chia sẻ cho các bạn nha, nếu mà mình đi ăn lẩu ếch thì nó như thế nào, nó có những cái gì này kia vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review từng món một. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái dĩa ếch xào như vậy. Thì hôm nay mình có kêu cái món lẩu ếch chua ngọt hả? Chua ngọt. Em quay gần lại chút xíu. Đó. Ếch thì nó được, các bạn thấy là nó được xào chín như vậy luôn các bạn. Thì đây cũng là một cái sự khác biệt nha. Nếu mà mọi người ăn lẩu ếch ở trong Nam ấy, thường là ếch là sẽ là ếch tươi, còn nguyên da, và chúng ta nấu theo kiểu chua, ví dụ như mình nấu với lại lá giang hoặc là mình nấu với lại măng chua. Tuy nhiên ếch ở ngoài này thì nó sẽ lột da ra rồi nó sẽ chiên giòn và chiên chín vậy luôn. Thậm chí là các bạn không bỏ vào cái nồi lẩu để như vậy chúng ta ăn vẫn được. Đó là cái sự khác biệt đầu tiên. Rồi ăn cái lẩu ếch này thì chúng ta sẽ chấm với cái gia vị như vậy các bạn. Thì ở ngoài này cái gia vị thì nó khá đơn giản thôi. Có thể nói là giống như là muối tiêu vậy đó các bạn. Rồi có một ít ớt, rồi chúng ta vắt một quả tắc vào. Ngoài Hà Nội thì ít khi nào ăn chanh lắm, chúng ta đi ăn thì chúng ta thấy là tắc là cái được sử dụng thường xuyên trong những cái việc mà pha với lại những cái gia vị ngoài này. Đây mình có thể chấm trực tiếp vào đây mình ăn luôn nha. Tuy nhiên thì mình ăn lẩu nên là chúng ta sẽ bỏ vào cái nồi lẩu này. Để tôi vào ngoài. Ok. Ngủ cầm anh. Rồi đây các bạn, đây là cái nồi lẩu để chúng ta bỏ ếch vào. Thì các bạn thấy nồi lẩu nó được nấu nước khá là thanh ha. Thì bây giờ mình mở lên cho nó sôi luôn chứ hả. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha. Khi nào nó sôi thì mình sẽ bỏ vào. Nhân tiện đây thì giới thiệu cho các bạn thêm một món ăn kèm ngoài với lẩu. Món này là món người ta gọi là tu và xào măng. Thấy có măng mình đoán được không? Rồi tu và là giải thích sao cho các bạn dễ hiểu ha. Nó được gọi là giống như là một cái dài dày non của con ếch vậy đó các bạn. Thì ví dụ như các bạn ăn cá thì nó có bao tử cá nè, thì ếch nó cũng có cái dài dày là bao tử nha các bạn. Thì ở ngoài này người ta gọi là tu và, tiếng chuyên ngành, tiếng chuyên môn. Nên là các bạn ra đây các bạn nhớ thì các bạn gọi. Cái món này chúng ta ăn kèm cũng rất là tuyệt vời ha. Có măng rồi có ớt. Rồi chúng ta xào lên ăn kèm để chúng ta uống bia uống rượu này kia rất là ok. Rồi ngoài ra thì các bạn thấy trên bàn của chúng ta thì có quẩy. Ăn uống ở ngoài Hà Nội này thì quẩy là một trong những cái nó rất là phổ biến nha. Nó hoàn toàn khác với trong Nam mình nha các bạn. Trong Nam thì gần như chỉ có ăn cháo lòng thì nó mới có quẩy thôi. Còn lại ăn phở, mà phở của người Bắc thì nó mới có quẩy. Còn ở ngoài này các bạn thấy là ăn uống nhiều món nó sẽ có cái quẩy này kèm theo. Từ phở nè, cháo sườn nè, rồi lẩu ếch nè. Nói chung là các bạn sẽ thấy đây là một trong những cái gọi là ăn kèm. Món topping nó rất là phổ biến. Ngoài ra các bạn có thể kêu thêm cái bắp rang bơ nè các bạn. Để chúng ta ăn kèm. Rất là giòn, thơm và rất là ngon nha các bạn. Cái này các bạn có thể ăn không, hoặc là có một chút tương ớt nữa, mình chấm rất là ngon. Rất là ok. Rồi review thêm chút xíu các bạn. Ăn cái này thì mình ăn kèm với lại rau.
thì cái rau phổ biến của nó là rau muống nè các bạn. Đó, chúng ta có thêm cái này gọi là tàu hủ kỳ, rồi các bạn ăn kèm thì có thể ăn với lại mì gói hoặc là bánh đa để chúng ta nhúng vào lẩu chúng ta ăn rất là ok. Còn một cái chi tiết nữa rất là hay là để cho cái lẩu ếch nó ngon á thì mình cần có thêm cái sa tế tôm này nữa, và chút xíu nữa mình pha vào thêm để cho nó dậy mùi lên và cho nó thơm lên. Đấy, nếu mà sai thì có gì nhớ chỉnh sửa nha. Rồi sẵn đang sôi rồi các bạn, cho vào luôn. Ăn ngoài hả? Cái kia hết rồi mà. Xào chua ngọt thì nó cũng giống thế này nhưng mà có cho vào được không? Cái này là ốc xào chua ngọt nó không có măng mà. Ăn ngoài. Ai ơi, chanh nhờ tí. Hả? Cái hết nè, để ăn ngoài chứ phải là. Xào chua ngọt không? Ăn ngoài. Ăn ngoài hả? Để cho chị cái lẩu như này, cái ếch kia lên đi. Rồi, ăn cái này thì chúng ta sẽ uống với lại rượu nha các bạn. Thì ở đây mình có cái chai vodka men đây. Thật ra các bạn uống bia cũng được nha, nhưng mà uống bia thì nó sẽ rất là nhanh no, rồi mình không có nhiều cái khoảng không gian trong cái bao tử để mình thưởng thức thêm cái món ăn khác, nên là mình suggest các bạn là nên uống một chút rượu. Uống rượu ăn với một tí lẩu nữa thì nó rất là tuyệt vời luôn. Cái này có cần mở gì ra không? Vậy thôi. Phong cách uống rượu ở ngoài Hà Nội này thì nó cũng khá là đặc biệt nha các bạn. Thật ra không chỉ riêng Hà Nội đâu mà bạn cũng từng trải nghiệm rất là nhiều rồi, đi ở các vùng khác như là Thanh Hóa, Nghệ An này kia vân vân, thì mọi người khi ta uống rượu thì nó sẽ không giống ở trong miền Nam của mình là cầm từ chai này chúng ta rót ra ly, mà để cho cái rượu nó ngon thì nó cần phải có yếu tố lạnh, cũng không có ngâm cái chai này trong cái nguyên cái chai này trong cái xô đá, mà chúng ta sẽ uống theo phong cách như này. Đây là một cái âu ở dưới là nó có đá nha các bạn, trên trên là chúng ta có cái bọc ni lông như này. Thì nhiệm vụ của mình sẽ đổ hết toàn bộ rượu vào đây. Các bạn uống rượu gì thì các bạn cứ đổ hết vào trong này. Thì khi mà đổ vào trong này thì nhờ cái đá ở dưới này nó sẽ làm lạnh cái rượu lên, từ dưới đó làm lạnh lên rất là ok. Bây giờ mình sẽ đổ hết đã, rồi mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Khi mà chúng ta uống thì mình sẽ có một cái đầu múc như vậy nha các bạn. Như vậy các bạn uống bao nhiêu thì chúng ta múc ra và chúng ta cho vào ly. Đơn giản như vậy thôi. Đây chính là style hay còn gọi là phong cách uống rượu ở ngoài này nha các bạn. Đó, mình đi tới đâu thì mình trải nghiệm cái gọi là cái văn hóa và cái phong tục ẩm thực ở tại mỗi khu vực để cho nó phù hợp. Rồi, hết rồi. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ là ếch rồi một vài những cái món đi kèm đó, thì chúng ta đã có được một bữa ăn có thể nói là cũng khá là vui vẻ. Thịnh soạn thì cũng không đến nỗi, nhưng mà gọi là đầy đủ dưỡng chất, rồi có thể nhâm nhi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, rồi uống rượu, uống một ly bia chia sẻ với lại bạn bè này kia, thì Hằng nghĩ đây là một món ăn rất là thích hợp khi mà các bạn đến Hà Nội để chúng ta trải nghiệm. Tất nhiên là ngoài lẩu ếch thì các bạn có thể còn có rất là nhiều các món ăn khác. Tuy nhiên đây là một trong những món có thể nói là rất là phù hợp để chúng ta ăn tối và chúng ta trải nghiệm, chúng ta chia sẻ với lại bạn bè, người thân này kia vân vân. Rồi, chắc tạm thời là dừng lại ở đây nha. Chút xíu mình sẽ quay cho các bạn những cái chi tiết khác. Thank you. Rồi bây giờ sẽ chia sẻ cho các bạn cái cảm nhận của mình về cái món ăn và cái hương vị nó như thế nào. Đầu tiên là cái ếch xào chua ngọt nha các bạn. Cái này thì chúng ta có thể ăn liền hoặc là các bạn có thể chấm cái phần gia vị giống như lúc nãy mình có giới thiệu cho các bạn. Tuy nhiên mình thì khá là thích đậm đà đó, nên là mình sẽ chấm một tí gia vị để ăn. Rất là ngon nha các bạn. Ếch nó chiên xào như nào đó mình không biết, nhưng mà cảm giác là nó rất là giòn, thịt nó săn chắc lại, ăn không có cảm giác ngán.
thật sự rất là ngon. Rất là ngon. Một cái đặc điểm đó mình thấy là con ếch ngoài này nó khá là bự nha các bạn, rất là bự, giống như là nó tập thể hình vậy đó. Cơ bắp của nó các bạn thấy là nhìn rất là cuồn cuộn đó, từ cái đùi rồi mọi thứ này kia khá là to, thịt nhiều, ngon. Rồi bây giờ món tiếp theo, đây là món tù và đây các bạn. Cái tù và xào măng này rất là ngon nha các bạn. Măng mà thơm, rất là ngon. Đây các bạn, đây là phần quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay, chính là món lẩu ếch. Thì đây là cái phần ếch nó cũng đã được xào với lại măng. Và cái này thì chúng ta có thể ăn liền luôn, nhưng mà chúng ta sẽ ăn kèm với lại lẩu. Đây các bạn thấy là nước cũng đã bắt đầu sôi rồi. Một cái nồi lẩu như vậy thôi rất là nhiều ếch như vậy nha các bạn, nhưng mà chỉ có giá là 300.000. Rất là tuyệt vời. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là mình cho cái ếch này vào. Mình cho hết luôn hay sao Vũ? Nửa một thôi. Nó bị nát, mình cho ít dần ít dần. Như vậy mình ăn tới đâu mình cho tới đó nha các bạn. Để chi? Để cái ếch này nó không có bị nhừ và nó không bị nát quá. Các bạn ăn đừng có cho hết một lần đó. Đây là kinh nghiệm của người Sài Thành có chia sẻ với lại Hoàng là vậy. Xin lỗi, người Hà Thành nha các bạn. Rồi, để cho nó ngon thì chúng ta sẽ cho cái phần sa tế tôm này vào nữa. Trước khi cho thì các bạn trộn đều lên một chút xíu. Cái này mình cho khoảng bao nhiêu Vũ ha? Một thìa. Một thìa. Ok. Mình sẽ tự canh nha các bạn. Rồi. Ok. Như vậy là sau đó chúng ta trộn đều lên các bạn. Wow. Các bạn thấy rất là hấp dẫn đúng không? Cái rau của anh đâu em? Em quay nó cao cao lên. Rồi, bây giờ mình cho một ít đầu tiên là tàu hũ kỳ. Ngoài này gọi là ván đậu. Ván đậu hả? Trong miền Nam mình gọi là tàu hũ kỳ nha các bạn. Ở ngoài này thì gọi là ván đậu. Rồi, chúng ta có thể cho thêm một ít rau. Có cải thảo và rau muống. Cầm tay nha các bạn, cho nó dần dã một tí. Hơi khó lấy. Để cho cái bạn nông dân này bạn cầm cho nó dễ hơn nha các bạn. Đấy thì các bạn thấy là lẩu ếch chúng ta sẽ được trộn đều bởi những cái gia vị như vậy. Ếch xào, măng, rồi ăn kèm với lại rau muống, rồi ván đậu, đúng không? Đó. Một ít mắm tôm, mắm gì? Sa tế tôm, xin lỗi các bạn. Một tí sa tế tôm vào nữa cho nó thơm ngon. Mắm tôm ở đây người ta thường ăn với là thịt chó. Mắm tôm ăn với là bún đậu nha các bạn, không ăn với cái này nha. Xin lỗi mọi người. Rồi, như vậy là các bạn chờ sôi lên là chúng ta có thể ăn được rồi. Như hồi nãy Hoàng có nói, nó ếch nó đã xào chín rồi. Như vậy bỏ vào trong này, chỉ cần cho nó nóng thôi là mình ăn, không cần phải đợi. Không cần phải đợi sôi nha. Đấy. Đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có được một cái nồi lẩu ếch rất là tuyệt vời. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa là uống một ly rượu với lại những cái người bạn, những cái tình bằng hữu lâu ngày không gặp bên một cái nồi lẩu ếch này. Chúc cho... Thôi khỏi chúc đi. Bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Xin cảm ơn. Rồi, chắc là phần chia sẻ của Hoàng cũng rất là nhanh như vậy thôi nha. Hy vọng là các bạn ra Hà Nội, nếu mà không biết phải đi ăn cái gì thì lẩu ếch chính là một sự lựa chọn rất là đáng để các bạn lưu tâm. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn và gia đình có một cái ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Bye.